phải yêu anh nhiều như thế biết chưa? Ý anh là mẹ vợ tương lai già đúng không? Không. Em sẽ phạt anh. Đứng lại chưa? Này. À, anh Du. Này, em mới thay khóa nhà đấy à? Sao lại ở đây? Em vừa mới từ sân bay về. Giới thiệu với em, đây là... Đây là tình đầu của anh. Nào, đừng có đùa. Đây là Trang, bạn của anh. Ai đùa? Anh định chối bỏ quá khứ đấy à? Em không là tình đầu của anh thì là tình cuối của anh chắc. Thôi. Giới thiệu với em, đây là Kim, bạn gái anh. Chào chị. Bạn gái anh. Bạn gái nghiêm túc á. Sao? Đùa thôi. Chào Kim. Ông Kim cứ như ông khúc gỗ ấy nhở. Ok kìa. Đùa thôi. Thôi, anh vào mở cửa cho em đi. Em cất nhờ đồ, rồi mấy đứa mình cùng đi ăn. Đi. Nhanh. Rồi, từ từ. Anh vẫn để cái khóa cũ đấy à? Cháu nghe ạ. Cháu có thể đến gặp chú ngay bây giờ được không? Ngay bây giờ ấy ạ. Thế nào cháu? À, bây giờ thì cháu có một chút việc bận ạ. Kim có việc bận thì cứ đi trước đi. Lát ở đâu anh du alo cho. Chú đang có việc gấp, muốn trao đổi ngay với cháu. Dạ vâng ạ. Đi vào nhà đi. Em có chút việc, lát nữa em quay lại nhé. Anh cầm đi. Đây. Đi nhá. Bye bye. Ra nhà, thèm nhất là món này đấy. Này, ý định về Việt Nam định cư của em có nghiêm túc không đấy? Sao anh lại hỏi thế? Sợ em đi mất à? Anh thấy lạ thôi. Anh thấy khó hiểu. Lần trước em đã bỏ lại tất cả để ra đi mà. Đúng. Nhưng mà giờ em mới biết, tiền không phải là tất cả. Cả ngày đi làm quần quật, tối về một mình, cô đơn lắm. Chồng em đâu? Không về cùng à? Đời thằng nào, thằng đấy sống. Cuộc sống hôn nhân của em thật là kỳ quặc. Đến em còn chẳng hiểu nổi nữa là về đến nhà, nhìn thấy một thằng chồng mắt xanh mũi lõ giống hệt anh. Ra tòa rồi. Đường ai, người nấy đi. Anh không phải lo cho em đâu. Trang của anh không đáng thương một tí nào. Em có một cái kết tuyệt đẹp cho một cuộc hôn nhân. Càng ngày anh càng không hiểu được em đấy. Ngày xưa đã không, bây giờ lại càng không. Công việc của anh dạo này thế nào? Chả thế nào cả. Trung tâm anh đang làm đóng cửa rồi, chưa tìm được công việc khác. Thế còn ước mơ tự mở một trung tâm thể dục của anh thì sao? Vẫn đang trên đà vỗ béo, nhưng mà chưa biết bao giờ thực hiện được.